Thực hiện công văn của Bộ Y tế về việc tăng cường xử lý vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng sai sự thật, đánh lừa người tiêu dùng, các địa phương đã nhanh chóng vào cuộc tiến hành thanh tra, ra soát việc quảng cáo thực phẩm chức năng trên các trang thông tin điện tử. Qua đó, hàng loạt cơ sở vi phạm đã bị xử lý với tổng số tiền phạt lên đến hàng tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là quảng cáo thực phẩm chức năng giống như thần dược, quảng cáo sai sự thật Quảng cáo lừa dối như thuốc chữa bệnh gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, quảng cáo không có nội dung khuyến cáo, thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đáng chú ý là quảng cáo thực phẩm chức năng dưới hình thức các bài viết của các bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế, bệnh nhân với nội dung mô tả thực phẩm chức năng có tác dụng điều trị bệnh, sử dụng hình ảnh, uy tín, thư tín của các đơn vị, cơ sở y tế, nhân viên y tế, thư cảm ơn của bệnh nhân để quảng cáo nhằm lấy lòng tin, đánh lừa người tiêu dùng những hành vi đó sẽ phạt tiền rất nặng và hàng loạt cơ sở vi phạm đã bị xử lý trong thời gian tới công tác thanh tra xử lý các sai phạm về quảng cáo thực phẩm chức năng sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trường hợp có dấu hiệu vi phạm hình sự sẽ được xử lý theo đúng quy định của pháp luật